Em xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin phép làm cái video để hướng dẫn sử dụng Cable Diffusion để làm ra, để chỉnh sửa và làm ra cái ảnh nó có nhiều màu sắc, nó có nhiều màu sắc nhé. Ví dụ để các bác vào cái nhóm của em Cable Diffusion chia sẻ đam mê với cái đường link như này nhé. Các bác bấm vào vào xong các bấm vào RC Hoàng nhé. Thì các bác sẽ tìm thể đến cái bài của em có mấy cô gái này, thì này em sẽ làm cái video hướng dẫn từ một cô gái như này. Mình sẽ tạo ra một bức ảnh cô gái, những cái chi tiết khuôn mặt nó sẽ đẹp hơn, tóc cũng sẽ đẹp hơn, và tiếp theo sẽ tạo thêm cho tóc cô gái này có những cái màu sắc full color như này nha các bác nhé. Nhìn rất là hấp dẫn đấy các bạn. Bác nào làm quảng cáo hoặc là làm về tóc tiếc thì sẽ rất thích những cái này các bác nhé. Nó sau đó mình sẽ tạo ra một cái bức tranh cô gái này với cái như kiểu là vẽ bằng màu các bạn, mà gọi là sơn dầu các bác nhé. Đó thì nó sẽ được tạo ra những như này đó. Những cái mình sẽ sử dụng Cable Diffusion để tạo ra những cái cô gái nó nhìn nó cái chi tiết khuôn mặt nó sẽ hợp lý hơn là với cái ảnh gốc nhé. Đó, và thêm màu sắc vào tóc như này các bác nhé. Đó. Đấy, thì bây giờ em xin hướng dẫn làm cái video này nhé. Còn bác nào mà chưa cài được cái phần mềm Table Diffusion thì vào nhóm của em nhé. Ở trên đầu nhóm này sẽ có hai cái bài về hai cái video hướng dẫn chi tiết cài Table Diffusion nha các bác nhé. Các bác vào đây lấy link và cài làm theo hướng dẫn của video nha. Còn bên này là kênh YouTube của em, bác nào muốn xem lại những cái video em đã làm trước đó thì các bác chủ động vào cái link trên này nhé. Thì bây giờ các bác vào phần mềm Table Diffusion thì em sử dụng cái tạo cô gái này ở trên cái model Geomix các bác nhé, Geomix bản mới nhất. Sau đó các bác em sẽ để cái prompt của cô gái này xuống cái dưới cái video này nhé, comment dưới video này nhé. Còn cái phần này thì nó là mẫu chung rồi thì em cũng để xuống dưới đấy luôn. Thì các bác load giúp em hai cái ảnh mẫu vào đây nhé. Các bác nào mà chưa có ảnh mẫu thì dùng cái ảnh luôn cái ảnh của em, còn không thì các bác chủ động dùng ảnh của các bác nhé. Thì các bác load vào vị trí này nhé. Thì các bác đúng những cái thông số này giúp em nhé. Cái này 40 nhé, 768 1152 này là kích thước bức ảnh nhé. Cái chỗ này là số ảnh tạo ra, thì các bác để 4 giúp em để cho giống Midjourney, xem nó ra những cái ấy nhé, ra những cái phương án khác nhau để mình có nhiều lựa chọn này. Thì cái chỗ này bác để 4 này, còn cái chỗ này bác để 0.7 giúp em nhé. Thì ở cái phần contour nét này thì cũng như bài trước thôi, thì ở phần contour nét không này thì mốt không này thì các bác enable giúp em lên và load cái ảnh vào nhé, để open pole full nhé. Còn bên này là để open pole nhé. Còn cái contour nét mốt một này thì các bác enable nó lên nhé, chọn light art retic nhé các bác nhé. Còn bên này light art nhé, các bác chọn như ảnh, các thông số như ảnh này, xong các bác bấm vào render giúp em. Tại cái ảnh này em test nhiều rồi nên em đưa ra cái thông số đấy, còn bác nào mà muốn điều chỉnh theo ý các bác để các bác cứ chủ động thay hai cái thông số ở bên dưới này các bác nhé. Hai cái thông số này có thể lên 5 này hoặc là cái này lên xuống 5 cũng ok hết, còn em thấy để 7 là hợp lý. Các bác càng kéo cái này xuống đây thì nó sẽ càng gần gần giống cái mẫu này hơn, nhưng mà em lại muốn cho cái ảnh của em nó phải thay đổi hoàn toàn cơ. Nó sẽ sửa môi rồi sửa sửa hết môi, sửa mắt, nói chung là nó chỉ có vài nét đặc thù thì giống thôi, còn lại là nó thay đổi hết. Còn bác nào muốn giống hẳn thì các bác có thể kéo về 2 hoặc 3 là sẽ rất giống cô gái mẫu này nhé.
Đó thì các bác đợi một chút nó sẽ xong cái ảnh nhé. Cái lần đầu tiên nhiều bác cứ bảo em là sao bấm render nó không ra ảnh, thì cái lần bấm đầu tiên nó sẽ loát cái control net, hai cái control net này nó hơi lâu nên các bác cứ chủ động đợi nhá. Các bác chỉ cần sang cái tab này, các bác thấy nó đang vẫn đang loát, nó đang chạy phần trăm thì là nó vẫn đang hoạt động nha. Các bác đợi chút, lần đầu tiên bao giờ nó cũng lâu nha các bác nhá. Đó, thì mình nhìn qua đã thấy là cô gái này nhìn dễ nhìn hơn cô bên này. Cô bên này thực ra là có thể nó nét quá hoặc là những cái chi tiết nó chưa được hợp lý lắm, thì bên này Table Division nó đã sửa hết cho mình rồi. Đó, khi mình đã được bốn cô gái này rồi thì các bác chọn giúp em cho cô nào các bác nhìn thấy ok nhất. Đó, mặt sáng hơn. Giả sử như các bác để em chọn. Giả sử các bác ưng cô này rồi mà các bác không muốn tạo ra màu tạo ra ảnh màu sắc của tóc thì các bác có thể kết thúc cái video ở đây, nhưng mà bác nào mà muốn tạo ra màu 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 sắc cho tóc của cô gái này thì các bác chọn giúp em một cái để em xem. Chọn cái này cho mặt nó sáng nha các bác nha. Thì các bác tích vào ảnh này, lưu lưu nó lại nhé. Đó, xong các bác nhấc lên vị trí này giúp em nhé. Nhấc lên vị trí này giúp em này. Hai vị trí này các bác nhấc luôn vào hai vị trí này giúp em nhé. Xong các bác chuyển sang in pen hoặc là các bác bấm send to in pen đây luôn này. Nhưng mà send to in pen ở đây thì nó lại không xuống được dưới này, thì buộc các bác vẫn phải nhấc vào hai cái control net dưới này nhé. Nhớ bấm vào send to in pen giúp em nhé. Hết nhầm, send to img, nhầm nhầm, send to in pen này các bác nhé. Em phải làm nhanh không nó hết hạn cái collapse là toang. Xong các bác sử dụng cái bút này các bác cho to ra nhé. Đó, cho to ra các bác tô toàn bộ khuôn, bỏ khuôn mặt này đi giúp em. Tô khuôn mặt, bỏ khuôn mặt đi để cho tí nữa cái full color của mình nó mạnh quá, nó để cho nó mạnh quá nó đỡ ăn vào cái khuôn khuôn mặt này các bác nhé. Nó đỡ có cái những cái màu sắc vào khuôn mặt này thì em sẽ tô cái, bỏ cái khuôn mặt này đi các bác nhé. Thì các bác bỏ khuôn mặt này đi thì ở chỗ này các bác chọn chọn giúp em sang cái mode này nhé, lựa chọn này các bác nhé. Còn ở trên này các bác thêm cái full color 2 và color full 2 vào đây giúp em nhé. Rồi các bác để 1.8 giúp em, cứ thử 1.8 nữa xem nó có mạnh quá không nhé.
Đó, các bác cứ để đúng như này giúp em này. Đúng các lựa chọn như này. Cái này để bảy luôn nhá. Em thử test bảy phát, nếu mà không ok em sẽ chuyển xuống xuống 5. Cái bước này là để cho cái nó chỉ tác động vào màu tóc với cả xung quanh thôi, còn riêng cái khuôn mặt mình vẫn muốn giữ nguyên. Còn bác nào muốn nó, nhiều khi em đã test thử rồi, nhiều khi em để cho cái full glow nó mạnh quá, nó tác động cả lên những khuôn mặt rồi mắt rồi mồm, nên em không muốn có cái sự ảnh hưởng nào đến khuôn mặt cả. Khuôn mặt thì nó đẹp sẵn rồi, em không có, em chỉ muốn xử lý tóc thôi. Nên em đã phải đóng mở ngoặc 2 lần và để cái này nó mạnh lên ấy. Tức là mình muốn cho cái tác động thật mạnh lên lên tóc. Đấy, còn riêng khuôn mặt thì phải giữ nguyên. Mình quên mình để một ra chỉ ra một ảnh thôi. Anh em mình phải để 4 ảnh các bạn để có nhiều lựa chọn. Đó thì mình sẽ được cái một mái tóc như này các bạn nhé. Mái tóc này nhìn nó hơi giả giả các bác nhỉ. Có thể các bác loát lại giúp em cái ảnh cũ của nó nhé. Em có cảm giác cái tóc nó hơi giả giả. Các bác để chỗ này 4 giúp em nhé. Trong khi chờ đợi thì các bác có thể vào nhóm xem những cái bài mới nhất, người ta mọi người sẽ có những cái bài rất hay nhé. Bài của em mà nó bị trôi xuống dưới thì các bác cứ cứ bấm vào RC Hoàng này nha, các bác sẽ thấy những cái bài em post như các bác nhé. Còn bác nào mà muốn xem những cái video của em thì cứ cứ bấm vào kênh YouTube của em đây nhé. Kênh YouTube của em thì sẽ chia làm rất nhiều những cái hạng mục, ví dụ như cài đặt Table Diffusion thì có một list trong này nhé. Còn hướng dẫn sử dụng Table Diffusion là có một link các video này nhé. Hướng dẫn sử dụng Table Diffusion vào cái lĩnh vực nghệ thuật nhé, ảnh ART. Hoặc là ứng dụng vào thiết kế kiểu dáng công nghiệp thì có này nhé. Ứng dụng vào thiết kế kiến trúc thì có một list như này nhé. Đó thì các bác cứ chủ động chọn đúng hạng mục các bác thích rồi. Quái lạ vẫn chưa chọn 4 à. Đó thì khi các bác đấy thì em thấy cái vừa nãy em đã thấy cái màu tóc của nó, à cái tóc nó hơi bệt bệt, nó không giống giống cũ, thì em đã quay trở lại dùng cái ảnh cũ lót vào 2 con cho nét nhé các bác nhé. Đó thì để đỡ mất thời gian thì em không loát cái 4 cái nữa, còn bác nào mà thích ấy thì các bác thay đổi số này thành số 4 nhé. Còn giả sử như cái này ok rồi, chọn chọn rồi thì các bác chuyển sang cái bước mà dùng cái ảnh này để tạo thành cái
tạo thành cái kiểu màu, tạo thành cái ảnh kiểu tranh vẽ kiểu sơn dầu á, sơn dầu màu bột các thứ, nó nhìn như này các bác nhá. Còn không thì các bác dừng lại ở đoạn này, còn nếu mà các không bác không muốn tạo cái ảnh sơn dầu ấy